Hôm nay là mình sẽ đi hiking. Chỗ này gọi là Eaton Canyon. Dạ, thua luôn em ơi. Tôi đi sâu vô, xong qua cái qua hình như qua cái camping trước đó ba. Nhớ là vậy. Chuẩn bị lên đường. Nè, đây nè, dạ, nhiều bữa mà suối á ba là nước nó xuống tới dưới luôn á. Dạ. Mùa này không có nước thì không có suối. Các bạn cảm nghĩ xíu em. Em dưỡng sức hả? Còn tới 20 mấy lượng. Hai mấy mấy hả? Phải dưỡng sức chứ. Chưa tới nửa ngoài nữa. Chắc 0.1. Chắc được 0.1 mai rồi. Không biết được bao nhiêu bước. Thấy hơi bị ít á. Bơ đâu rồi ta? Để mình xuống mình quay nó. Đi được 0.1 mai rồi đó. Tiếp nào. Lột khẩu trang ra cho nó khỏe, rồi đeo khẩu trang nó ngọt. Đây không okay. Có thốn mà. Rồi nước nó chảy chỗ này này. Lấy gì này, ai cũng dạ không sao ba. Tắm mày xuống. Tắm nem rượu. Dạ dắt chó được, dạ được. Dạ ý là nó ý là mình phải hốt. Good morning. Bây giờ là mình đi được khoảng một mai rồi đó. Có con sóc. À, con sóc hết đó. Con sóc. Để em lại chụp hình, chụp không? Bây giờ
ta lại cho mẹ đó. Chuyện đó bà. Rồi, giờ mới đưa tay lên. Bỏ tay xích ra bơi bà, che cái mặt lại rồi nha. Sao nọ đeo khẩu trang chưa con? Thấy suối rồi đó. Thấy không anh? Thấy suối rồi nè, đây đây. Thấy không? Đó, có suối rồi đó. Con thấy nước chưa? Mát không? Đó. Đó mát không? Thoải mái. Đi ra đây với ba bơ. Đó, suối á, con thấy không? Wow. Suối đó. Có cá không ta? Ôi phô. Có cá không? Con lụm đá đi. Đâu, từ từ. Đây 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 này mày thấy nè. Chưa. Trong đó mẹ đếm rồi có mấy quăng. Chưa nha. Rồi, quăng đi. Ủa, nó quăng xuống đây. Em hoài không được. Thôi con quăng đi. Dạ ở đây ba mẹ. Đi ra đi Phúc. Đi má ơi. Phúc ơi cẩn thận á.
cho đực xuống đi đi, bước cho xuống con. Cho đực xuống đi con. Bước cho xuống đi, nước cho nó đổ là thì dân nó đi ra kìa. Dân nó đi ra, biết của chàng này không? Ba lên đi ba. Đi được không? Được không hay là mình ẩm? Thì để mình không mà đạp xuống dưới nước luôn, giờ hồi về về giặt về. Đi được bạn em. Dạ dạ dạ. Ô mẹ. Tắm luôn. Này nè. Ngồi xuống. Dạ rồi tắm xuống luôn. Dạ ơi. Dạ bên này dễ đi. Dạ. Con nói đi hướng này nè. Bước khô khô á. Bước bước cho ướt. Cái ba mẹ đây là chữ L luôn. Dạ đây mà. Dạ. Ba ơi, cho nó tập trung đi ba ơi. Ba à, núi Hùng Vĩ không con? Nhìn núi bự không? Để đi thẳng tiếp luôn ba. Đường này đâu phải đi đường kia. Đường này hả? Dạ. Đường đâu đấy? Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Cuối cùng thì đoàn thám hiểm cũng tới nơi. Đang ăn bổ sung để đi xuống. Đang ăn bổ sung để đi xuống. Nè má ơi, quay má ơi. Ăn chuối. Ok, bây giờ là mình đi về nha. Rồi, bye bye nha, tới rồi. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Cho chị té mẹ bà dịnh đời đó. Nè nó cũng đá dịp vào nè. Nè ba. Đá dịp nó được hả ba? Phúc Hoàng không ra đâu. Quăng kiểu đó sao nó đi em.
Nè, ba băng bên này nè, bên hông này nè ba, bên hông này có. Nè ba. Chùm tìm luôn. Trời. Không được rồi. À mở xuống trước. Đây khẩu trang chị em ơi. Đi được không con? Không. Rồi con đi qua đó luôn nha. Con đi luôn nha ba. Con đi luôn nha. Ok. 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 Yeah. Cô bên đây rồi, hồi nãy đi qua mà nó không nhớ, nó ngủ gục. Nó kêu nó ngủ gục rồi. Nha. Chút hồi tới cái cây con bạch tuộc đó, hiểu không? Cái cây con bạch tuộc á. Cái cây bên trái có giống như là con bạch tuộc á. Ok, cuối cùng thì cũng đã xong một nửa đoạn đường rồi, sắp được về tới nhà rồi. Hơi bị đuối rồi đó, bơ lắm, hồi giờ là ngủ ngon luôn á ha. Rồi, xuống dốc rồi đó nha, xuống dốc đó nha, xuống bò á, bò đó. Mệt chưa bé? Yeah. Bây giờ cha đang trên đường về nha. Không biết là khoảng nửa mai nữa hả? Không. Hơn nửa mai nữa là sẽ tới. Nhưng mà cái này bây giờ tới đây là vẫn còn thấy nước là chưa tới này. Khi nào mà hết thấy nước là chuẩn bị rồi là đi ra ngoài khổng á. Đó. Mệt không con? Không. Đi từ từ thôi. Hai con chó luôn. Đúng cái gì đâu mà đi ra cổng chứ kiếm gì đâu. Con chó hả? Con chó liếm cái gì á hả? Liếm không khí á. Chứ con chó lúc nào nó cũng đưa lưỡi ra ngoài hết trơn á. Nó mệt á. Nó mệt nó đưa lưỡi ra nó thở nó lấy không khí á. Đây lên được không? Rồi kéo mẹ lên này, kéo lên. Ôi chết 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 chết, từ từ kéo mẹ lên. Ai da. Tới coi coi. Không phải. Bùm, bể luôn. Kêu tiếp ba. Yeah.
có đang thăng. Cuối cùng thì cũng đã tới nơi rồi. Xong một chặng đường 4 tiếng đồng hồ. Bơ mệt không bơ? Đó. Có buồn ngủ không? Sao má? Mở máy lạnh. Dạ mà. Ok.